Xin chào mừng anh chị quay lại với kênh Thái Sơn Investment nha. Thì thị trường cuối phiên tuần vừa qua thì chúng ta thấy là một tuần đóng cái nến nó cũng không có được đẹp lắm. Nhìn chung thì cho thấy cái đoạn này thị trường chúng ta rất là khó đánh và thị trường nó có sự phân hóa nó rất là cao, nên là cái đoạn vừa qua thì chúng ta chọn không có đúng cổ phiếu thì chúng ta cũng không có lợi nhuận đâu, và rất là dễ là chọn sai thì chúng ta có khi là còn bị thua lỗ. Đó. Mặc dù thị trường thì nó cũng chỉ lanh quanh là trong cái vùng là chúng ta thấy hỗ trợ thì đang hiện tại đang tầm khoảng 1320, kháng cự thì trên tầm khoảng 1360, tức là lanh quanh khoảng 40 điểm thôi. Và phiên cuối tuần thực sự nó cũng chưa phải là một cái phiên quá xấu, đúng không ạ? Vì chúng ta thấy là thị trường là sau một cái phiên nó giảm mạnh và nó phục hồi lên đó, và nó đi ngang hai phiên khối lượng thấp, và phiên cuối tuần này chúng ta thấy là cũng có một cái áp lực, đó là chứng khoán thế giới nó cũng giảm mạnh đó. Và chúng ta thì vẫn đang là giai đoạn là vẫn chờ phải báo cáo quý 3, nó có nhiều cái sự nghi ngờ, cũng như là những cái dòng cổ phiếu thì nó không có được đồng pha với nhau, có những cái sự phân hóa nó lớn. Ví dụ như có những cái dòng tác động rất là lớn như là dòng ngân hàng thì rất là suy yếu, đúng không? Thì nên cái việc thị trường nó giảm và nó phân hóa. Vẫn có 137 mã tăng và 269 mã giảm. Thì nhìn chung đây là cái điều rất là bình thường. Anh Sơn đánh giá thị trường là nó chỉ là phân hóa, nó cũng chưa phải là quá xấu. Khả năng cái điều này nó lại tiếp tục trong cái tuần sau. Đó, chứ thị trường thì hiện tại Sơn thấy là nó gọi là nó gãy và nó giảm mạnh luôn, thì Sơn thấy là nó cũng chưa đến lúc đâu. Có thể nó sẽ xảy ra mà chưa đến lúc. Chúng ta phân hóa và chúng ta sẽ chọn cái dòng cổ phiếu nào chúng ta đánh thôi. Chủ yếu là dòng nào mà chúng ta thấy là kỳ vọng quý tư này tốt và đang có những cái trạng thái kỹ thuật về dòng tiền nó tốt thì chúng ta tham gia được. Những cái dòng nào nó suy yếu thì chúng ta tốt nhất chúng ta nên tránh, đúng không ạ? Và cái dòng cổ phiếu cho cái mức lợi nhuận đầu tiên, nói về cái dòng tốt đi, dòng khỏe thì đó là dòng dầu khí. Dầu khí thì Sơn cũng đã nhắc rất là nhiều anh chị trong cái những cái video trước đây, cái tuần vừa rồi rồi, đúng không ạ? Và tập trung vào những cái cổ phiếu về khí, ví dụ như là cổ phiếu gas tăng mạnh nhất trong phiên 30 tuần rồi, cũng như là cái phiên cuối tuần. Đó thì đây là Sơn có phân tích là đây là mô hình hai đáy, tức là chúng ta vẫn còn có thể chúng ta mua được ở cái vùng này, khi nó gặp kháng cự ở đây nó rung lắc thì chúng ta có thể chúng ta mua. Đó. Còn Sơn thì mua đúng cái điểm mua ở đây rồi, rồi khuyến nghị anh chị khách hàng tham gia đó, trong cái phiên ngày 28 tháng 9 rồi. Và hầu như cái nhóm này, cả cái nhóm dầu khí đều có mức lợi nhuận tốt, không chỉ gas đâu, mà ví dụ chúng ta mua CNG, mua PGF, PGC, PVD rồi PVG, đó, tất cả những cổ phiếu này đều cho mức lợi nhuận là T3, đều lợi nhuận tốt cả. Và nó đang mạnh như vậy thì chúng ta vẫn có thể chúng ta chốt lời theo từng phần thôi, chốt lời từng phần và nắm giữ cái vẫn chưa nên là bán hết, có thể nắm giữ một phần còn lại để mà chúng ta gồng lãi. Ví dụ như Sơn là cuối tuần Sơn có chốt nhưng mà vẫn nắm, vẫn còn khoảng 5.000 cổ phiếu gas này, thì chúng ta xem là nó sẽ đi được đến đâu. Đó. Thì lợi nhuận chúng ta có rồi mà, lợi nhuận hiện tại là 10% rồi mà. Đó. Thì chúng ta xem cái phần còn lại là phải chạy được đến đâu. Kháng cự của nó thì nó phải là tầm vùng 110. Đó, 110 cũng là kháng cự nó tương đối nó mạnh. Đấy. Và nếu mà nó vượt được những cái đỉnh này thì chúng ta thấy là nó sẽ lên rất là tốt. Còn lý do tại sao tăng thì Sơn cũng phân tích là chúng ta có một cái thuận lợi về cái sự khủng hoảng năng lượng, đúng không? Ở Trung Quốc cũng như là châu Âu, ở Mỹ giá khí nó tăng, và tuần rồi là tuần khớp lệnh kỷ lục của gas. Thì nhìn chung là gas là cái xu hướng này chúng ta thấy là có thể vào một cái trend rất là lớn, vào trend rất là lớn. Tất nhiên là nó phải khi nó vượt được những cái mốc đỉnh của năm 2018 này. Đấy, trước mắt kháng cự thì nó vẫn còn nha, vùng 105, 110 cũng là kháng cự rồi, 115 này. Nhìn chung thì phải break được những cái vùng kháng cự này thì nó sẽ đi lên, nó mạnh, tại vì nó không còn đỉnh nữa. Còn bây giờ đi lên thì nó cũng có thể là nó sẽ gặp những cái kháng cự tâm lý ở đây. Còn chúng ta thấy là nhà đầu tư kẹp hàng ở bên đây thì họ cũng đã bán hết rồi, cũng không còn ai kẹp hàng đâu, nhưng mà đây là kháng cự cái ngưỡng tâm lý. Cũng như là ví dụ là sau khi tăng mạnh rồi thì nó cũng phải có những cái phiên nó tích lũy, nó điều chỉnh trở lại, chứ cũng có thể là Với thì xu hướng thị trường hiện tại thì chúng ta thấy là nó cũng khó mà nó kéo liên tục một cái mức, một cái nhịp như vậy. Thị trường chúng ta thấy là chỉ có một tuần rồi có ví dụ những cái mã cổ phiếu như DCM nó được 3 phiên tăng rất mạnh thôi, nó gãy nền xong đánh 3 phiên cũng không ai là mà có ngờ được cái cổ phiếu này đó, thì nó được hỗ trợ với cái tin lợi nhuận rất là tốt. DPM dòng đại DCM và DPM thôi nha. Thì nó phản ánh vào thì chúng ta cũng phải xem xét là quý tư như thế nào, thì nó tăng rất mạnh và khối lượng cũng rất là cao, mua đuổi thì nó cũng sẽ rủi ro, nó phản ánh về cái tin lợi nhuận thôi. Quan trọng là kỳ vọng quý tư nó thế nào chúng ta còn phải đánh giá tiếp. Thì trong tuần rồi thì chủ yếu là có hai cái dòng cổ phiếu này cho cái mức lợi nhuận tốt, thứ nhất là dòng dầu khí và thứ hai là dòng phân đạm. Dầu khí thì ví dụ mức tăng của PVS thì nó sẽ không bằng những cổ phiếu về khí. Hôm trước Sơn cũng đã phân tích rồi, vì những cái mã này chúng ta thấy là về cái lợi nhuận của nó là chưa chắc, chưa đảm bảo, nó chỉ đang gọi là ăn theo giá dầu. Còn ví dụ PVS là đang là chưa biết lợi nhuận là quý 3 này nó có thuận lợi hay không. PVD cũng vậy, PVD thì nó cũng đang lộ, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn là khỏe. Mà chúng ta là không kỳ còn tuần rồi nó không có được một cái mức tăng nó xuất sắc như cái cổ phiếu khí thôi, nhưng mà nó vẫn gọi là có tăng thì tốt rồi. Tuần rồi ví dụ ở đây là PVD thì tăng được 10% này, PGS thì yếu hơn 8%, gas thì nó sẽ nhiều hơn 13,7%, CNG cũng nhiều hơn đó 21%, 22%. Những cổ phiếu mà nó vốn hóa nhỏ thì nó càng dễ nó tăng mạnh hơn. PGS là 26%. Đó thì chúng ta thấy nhìn thì PVS, PVD là cái dạng cổ phiếu thanh khoản lớn, đúng không? Rồi gas thanh khoản lớn, nhưng mà gọi là chúng ta đánh được, đánh về cái tỷ suất lợi nhuận thì nó những cổ phiếu này nhỏ này sẽ hay hơn. Nhưng mà có điều hạn chế là nó sẽ là thứ nhất là cái thanh khoản nó sẽ thấp hơn, chúng ta không có mua được nhiều này. Thứ hai là tỷ lệ margin các công ty chứng khoán nó cho cũng sẽ thấp hơn những cổ phiếu kia. Nó bù qua bù lại nó cũng gọi là như nhau, nhưng mà nếu mà chúng ta vốn mà chúng ta đánh về ít thì chúng ta chọn những dòng cổ phiếu nhỏ này nó sẽ xuất sắc hơn, tại vì là cái giá khí này nó kỳ vọng nha, nó kỳ vọng của tương lai. Còn PVS, PVD thì nó đang gọi là theo giá dầu, nhưng mà nó cũng chưa thể hiện rõ là ví dụ giá dầu tăng thì có lợi ảnh có tác động được vào được cái lợi nhuận của PVS hay PVD hay không, hay là vẫn là làm ăn là khó khăn. Đó. BSR nó cũng cởi xả cũng không có tăng được nhiều trong tuần vừa rồi. Thì đây là những cái cổ phiếu này thì Sơn sẽ không chọn. Tuần rồi thì Sơn cũng phân tích rồi, tại vì thứ nhất là nó đã tăng rồi, nó đã tăng rồi. Thứ hai là chúng ta thấy là cái trend của giá của cổ phiếu khí là nó đang mạnh hơn cái cổ phiếu dầu. PVS và PVD là dầu, gas này, CNG, PGS, PVG và những cái cổ phiếu về gas đó, PGC rồi ASP kiểu vậy. Thì nó là về cổ phiếu về khí và về ga gas nha, hay chúng ta gọi là dùng ga đó, khí ga. Chúng ta thấy là mức tăng của nó trong tuần vừa rồi nó vượt trội hơn hẳn so với những cổ phiếu dầu. BSR, PVD, PVS sẽ không bằng, PLX sẽ không bằng. PLX là bán lẻ xăng dầu. Thị trường tuần rồi nó cũng không có nhiều cái sự chú ý. Và cái nhóm giảm là nhóm nào? Nhóm giảm là ngân hàng. Thì cái nhóm này Sơn có nói anh chị tránh không? Có nói nha, tránh rất là nhiều, không tham gia. Đến khi nào có một cái phiên đồng loạt nổ vôn, bùng nổ toàn bộ dòng ngân hàng. Chứ còn cứ đánh lẻ tẻ, hôm thì đánh kéo TIBAN thì chúng ta đang có một cái câu chuyện là bán được cho khối ngoại gì đó, thì nó câu chuyện riêng, một cái game riêng thôi. Nó không có gọi là leader được cái dòng ngân hàng, không thể kéo được, vì đây không phải là một cái ngân hàng to. Đây là chỉ trong cái gọi là xuất sắc, ngân hàng xuất sắc trong cái nhóm ngân hàng nhỏ, ngân hàng bé thì vốn điều lệ nó cũng nhỏ. Đó. Còn to là chúng ta phải xét đến những cái anh cả như là CTG, rồi BID, rồi Techcombank, VPBank, MBB, ACB. Đó thì chúng ta thấy là đều là trạng thái nó xấu. Cái mã này Sơn có nhớ là MBB, Sơn có nhớ phân tích với anh chị là không chắc ăn lắm. Tại vì phiên này khối ngoại không mua. Đó, và chúng ta thấy phiên này là ở đây hàng về không bán luôn. Không bán thì có thể lỗ nhẹ một tí. Đó, mà không bán phiên sau lỗ thêm một tí. thì đoạn này, và chúng ta thấy là xu hướng có khi có nó còn xấu nữa thì nó thủng đáy, chưa biết được. Nên là không ổn thì chúng ta chạy thôi, chúng ta không vào thôi. Còn cắt lỗ hay không thì nó cũng tùy. Cắt lỗ thì anh chị phải tìm được cái mã nó tốt hơn, hoặc là anh chị cầm tiền anh chị giữ, là tìm cơ hội, chờ đợi cơ hội chín mùi anh chị đánh. Chứ vừa cắt xong nó phục hồi lại thì cũng gọi là chúng ta bán ngay đấy. Đến vùng này thì cũng khó, là chúng ta thấy nói câu chuyện là cắt lỗ hay không. Còn nếu như mà Sơn có một cái cổ phiếu này thì chắc chắn Sơn cũng đã bán từ sớm, vì nó hầu như cả giai đoạn vừa qua chúng ta thấy thị trường midcap tăng rất là nhiều, các cổ phiếu đó, khu công nghiệp, rồi đầu tư công, rồi điện nước năng lượng, rồi dầu khí, có rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhưng mà chúng ta đánh vào những cổ phiếu này là đâu có lợi nhuận, hầu như không có lợi nhuận trong cả giai đoạn vừa rồi. Và bây giờ là chúng ta ví dụ chúng ta mua ngay cả nền tích lũy thì bây giờ chúng ta đang bị lộ. TB gãy nền rồi này, LPB hình như cũng gãy nền rồi đó, gãy tức là thủng cả những cái đấy. Tháng 7 chúng ta ngày 20 tháng 7 là VN-Index là 1225 anh chị. Đó, chúng ta so sánh về VN-Index chúng ta sẽ thấy nha. Đó, tức là thủng cả cái đáy tháng 7 rồi. Thì nó đang là những yếu mà, một cái dòng suy yếu. Lý do tại sao cả đoạn vừa rồi là Sơn khuyên anh chị đừng đánh vào ngân hàng. Còn ai khuyên anh chị vào ngân hàng thì Sơn không biết. Ở VIP ở đây chúng ta cũng bị lừa. Tích lũy ở đây break out lên, khối lượng lớn lên, chúng ta bị lừa. Nhưng mà nó đâu có rõ ràng là MA50 đang chúi xuống, và đâu có qua được MA50 đâu. Sơn sẽ không đánh những cổ phiếu MA50 nó đang chúi xuống như thế này, vì xu hướng trung hạn nó đang xấu, nó nằm dưới MA50 mà nó là còn lại chúi xuống nữa. Thì chúng ta thấy không, tăng nó gọi là lừa để xả hàng, mà nó phải, chúng ta thấy là nhìn giống như đoạn nào tích lũy này, break xong rồi gãy này, tích lũy break xong rồi gãy, thủng cả đáy luôn. ACB thì vẫn quanh vùng đáy. BB, ACB thì những cổ phiếu này nhìn chung thì nó cũng không phải là tệ lắm, kết quả kinh doanh nó cũng không có phải là tệ, nên là và định giá của nó cũng không phải là quá đắt. PE của nó bây giờ 7-8 lần thì cũng không phải là đắt, nên có thể nó sẽ không có giảm nhiều. Mình phụ thuộc kết quả kinh doanh ví dụ quý 3 như thế nào nha. Tin xấu ra có thể nó sẽ phản ánh một hai phiên, nhưng mà có thể tin xấu ra nó lại là phiên tạo đáy, nhưng mà gọi là tạo đáy để hồi. Chứ còn bây giờ sóng lớn của dòng ngân hàng thì Sơn chưa thấy một cái cơ hội nào để mà sóng lớn dòng ngân hàng cả. Tại vì dòng ngân hàng nó đã trải qua một cái giai đoạn là chúng ta thấy phân phối đỉnh nha, phân phối đỉnh khối lượng rất là lớn nè, khối lượng rất lớn. Thì Sơn vẽ sẵn anh chị là vai đầu vai rồi đúng không? Có thể là nó sẽ là một cái nhịp. Thứ nhất là một cái nhịp có thể là nó đình sình thôi, đình sình đi ngang, nó không còn thanh khoản. Thứ hai là có thể là nó rủ, nó tạo đáy xong bắt đầu nó phục hồi lên, nhưng mà phục hồi cũng không gọi là đào sóng to được, chỉ là những cái nhịp bull trap ngắn thôi. Rồi đến khi thị trường hết sóng thì bắt đầu có thể là thị trường vào downtrend thì những cái mã này nó sẽ rơi mặt. Mình chưa biết lúc nào, đúng không? Chưa biết được lúc nào đâu, nhưng mà chúng ta đánh ngắn thì chúng ta cứ lựa thời điểm thuận lợi. Ở dòng ngân hàng đã xấu rồi, bây giờ chúng ta xem dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán thì Sơn cũng đã nói rõ rất là trên này, dòng chứng khoán nó suy yếu từ trên này rồi. Đó, với những cổ phiếu như SSI là thủng cái nền 42 là phải bán, không bán là ví dụ chúng ta giờ lỗ tiếp này. Thủng nền 42-41 đi quanh vùng này nè, không tích lũy quanh vùng này, và chúng ta thấy là những cái đoạn này là thanh khoản nó cũng cao, nhưng mà và nó tích lũy nhưng mà nó không có tăng lại được, không có bật lên, không chạy mạnh được, bắt đầu không có. Thì có thể nó lại là phản ánh trước báo cáo tài chính nha. Có thể là quý 3 dòng chứng khoán báo cáo tài chính không ngon lắm. Thì thanh khoản bây giờ thị trường nó thấy cũng sụt giảm. Và ví dụ những cổ phiếu dòng tự doanh, dòng nộp chứng khoán nếu mà ôm nhiều dòng ngân hàng, và dòng ngân hàng thì chúng thấy là cả quý 3 vừa rồi có tăng đâu. Và có cái giá giảm so với cuối quý 2 nữa, thì lại trích lập dự phòng. Nó xấu mà. VND. Dòng chứng khoán thì cũng đã nói anh chị là cảnh báo cái vùng trên này nó suy yếu rồi nha. Suy yếu rồi Sơn nói là không nên mua mới. Còn nếu mà ai đang còn thì có thể là giữ để xem nó có kéo được không. Còn nếu mà nó gãy những cái hỗ trợ, vẽ anh chị sẵn hết những hỗ trợ đây chúng ta buộc phải bán. Vẽ đây ví dụ chúng ta mua quanh vùng 53 đây thì thủng 52 chúng ta bán lỗ quá tí, không vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta đừng có để kẹp sau, đừng có để mà bây giờ lại vẫn còn ôm. May cái dòng này thì nó là MA50 nó vẫn chưa bị chúi xuống đâu, nó vẫn là còn đang hướng lên, nên có thể là nó vẫn có thể là nó giảm xong nó phục hồi này. Nhưng mà nó là hồi thôi, nó phục hồi chứ cũng khó. Mình sẽ nghĩ là sóng to đối với dòng chứng khoán, nó đang có những dấu hiệu là nó đã phân khối khối lượng lớn ở trên vùng đỉnh rồi. Nó tương tự, nó là cái dạng mà dòng ngân hàng ở trên đỉnh á, mà bây giờ chúng ta thấy là dòng chứng khoán nó đều có khối lượng to trên đỉnh hết. Cái đoạn vừa rồi nó phân phối kín mà chúng ta sẽ không nhận ra. Ở VCI mấy lần nè, rất khối lượng to không có tăng được nè. Thì đây là những cái phiên gọi là phân phối nha, kéo để phân phối rồi, kéo xả đó nha. Khối lượng lớn xong rồi nó không có bùng nổ, nó tăng được, nó vượt đỉnh được. Thế thì VCI là chúng ta thấy là cứ lanh quanh cái vùng 65 và 61.5 đúng không? Thì sủng 61.5 phải bán nè. Đấy. Đây mình vẽ sẵn cho anh chị hết. Lanh quanh thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng nó rách được, nhưng mà ở đây là cái tín hiệu rủi ro, nên là đoạn này là không mở mua mới dòng chứng khoán. SS. Đấy. S thì hỗ trợ ngay đây đúng không? Gãy rồi. Nhưng tôi vẫn có thể vòng lên anh chị, vẫn có thể vòng lên. Thì quá trình mà chúng ta thấy là ví dụ dòng ngân hàng thì phân phối cũng đâu có nhanh đâu. Ở CTG này có thể vòng lên, MBB này đây có khi thủng 50, MA50, mà MA vẫn 50 vẫn hướng lên thì vẫn có thể vòng lên nha. Nhưng mà vòng lên gọi là vòng lên hồi thôi và phân phối nốt. Chúng ta đánh được cái nhịp này thì nó cũng khó, nó không có lợi nhuận và lợi nhuận nó cũng không đáng bao nhiêu, rủi ro nữa. Tại vì cái việc nó hồi lên thì có thể có hoặc không nha, chứ không phải là chắc chắn nó phải có hồi lên. Tại vì Sơn thấy là cái đường MA50 thì nó chưa xấu lắm, nên là còn bây giờ đoạn này bắt đầu nó có xu hướng hướng xuống này này, và nó đang nằm dưới này 50 tốt nhất đừng có đụng vào. Vừa rồi là nó rách lên, nó chạm đúng MA50 nó là gãy, giảm lại. Còn ví dụ ở đây là VAB là gãy nhưng mà nó không hồi được, nên là chúng ta sẽ không mạo hiểm. Có cổ phiếu nó sẽ hồi lên được, có cổ phiếu là nó đâu có hồi đâu. Thì thôi thì dòng chứng khoán thì cứ tránh đi đã, xem báo cáo tài chính ra như thế nào ha. ACM. Và nếu mà chúng ta nhìn về cái chúng ta gọi là đọc bị được game của nhà cái ấy, thì chúng ta thấy là ở quý 3, quý 2 và quý 3 là đa phần các ngân hàng đã chia cổ tức xong đúng không? Chia toàn cổ tức khủng, chia giấy thì nó pha loãng, và sau khi pha loãng về nó đâu có hấp thụ được đâu. Tại vì lượng giấy trên thị trường quá nhiều, còn nhóm ngân hàng quá nhiều, chia toàn cổ tức khủng không? CTG, MBB, ACB đấy, chia giấy hết. Rồi sắp tới là VPBank nó sẽ chia lễ, VIP đã chia rồi. Wow. Chúng ta thấy là giấy trên thị trường quá nhiều, mà dòng tiền nó chỉ có bao nhiêu đó, nó không vào thêm thì không thể kéo được. Và tay to là sau những cái nhịp như vậy là họ bán được khối lượng rất là lớn, tại vì giá vốn của những tay to họ không thể họ thấp, và lên đây họ lại bán được khối lượng cao với giá cao. Không có lý do gì mà bán xong vùng giá cao khối lượng cao lại họ lại mua lại làm gì, mua lại ngay làm gì. Phải để cổ phiếu về rất là thấp để họ làm vòng mới. Và bây giờ dòng chứng khoán chúng ta thấy là game tăng vốn đã xong chưa? VND xong rồi, SSI cũng đã xong rồi, SSI thì đã chốt rồi, nộp tiền rồi, bây giờ là chỉ chờ ngày về thôi. Thì chờ ngày về rất khó tăng. SHS cũng xong rồi, và sắp tới là chúng ta thấy là HCM, VCI cũng xong rồi, thì đâu còn kỳ vọng gì nữa đúng không ạ? Thì nó sẽ, anh Sơn nói là giống như là giai đoạn là chứng khoán bây giờ giống như giai đoạn ngân hàng là mới tạo đỉnh xong, nên có thể chứng khoán vẫn còn đỉnh cái đáy sâu hơn. Nó nhìn chung dài chúng ta sẽ thấy là nguy hiểm đó. Và nếu thị trường bây giờ đến cuối quý tư không có sự cải thiện về thanh khoản lại, như vậy dòng chứng khoán có thể bị định giá cao so với thị trường. Tại vì dòng chứng khoán là vừa cả cái giai đoạn mà chúng ta thấy quý 1, quý 2 tăng khủng như vậy là tại vì thanh khoản của thị trường nó tăng mạnh rất tốt so với năm ngoái. Từ cái mức thanh khoản chỉ có 10.000, hơn 10.000, mười mấy nghìn mà lên thanh khoản 20 mấy gần 30.000 trung bình. Các công ty chứng khoán thu tiền rất là nhiều, và kể cả danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán đa phần nắm là cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu blue chip, sắt thép, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim. Đấy rồi bất động sản thì cũng nắm những cái blue chip. Nhưng mà ví dụ là cái quý này bắt đầu là khó khăn những cái cổ phiếu ví dụ nắm như về danh mục của dòng ngân hàng, hoặc dòng ngân hàng là thấy bà bị lỗ trích lập dự phòng. Còn chứng khoán thì nếu mà chúng ta thấy là nó cũng không còn lãi mấy so với là giá đỉnh quý 2. Giá đỉnh quý 2 chúng ta là so cái giá cuối tháng 6 nha. Giá đỉnh quý 2 thì ví dụ là cuối vừa rồi đó thì nó là gọi là đi ngang không có tăng, đúng không? Đó lý do là đó, sau cái dòng ngân hàng thì cổ phiếu mình sẽ khuyến nghị phải dòng tiếp theo nên tránh, đó là dòng chứng khoán. Vậy chọn chúng ta còn dòng nào đánh được? Hiện tại Sơn thấy đang dòng thép đang khỏe, tuần sau anh chị chú ý dòng thép, đặc biệt Hòa Phát nha. Hòa Phát thì phân tích khá là nhiều ở trong những cái video trước, rất là tốt. Đấy, mua tích lũy trong vùng này cũng được, thứ hai vượt 54 anh chị mua gia tăng thêm được nha, nếu mà hiện ngày mai. Đấy, có phiên dòng tiền vào sau đó tích lũy. Và dòng thép chúng ta có kỳ vọng không? Có kỳ vọng, tại vì về xuất khẩu ở đoạn quý 3 vừa rồi thì các doanh nghiệp tôn xuất khẩu cũng tốt, Hòa Phát xuất khẩu cũng tốt. Hòa Phát thì có cái mạnh đó là HRC nữa. HRC bán được rất là tốt, có thể nhu cầu xây dựng do dịch nó đi xuống, nhưng mà chúng ta thấy chính phủ đầu tư công trở lại, đẩy mạnh đầu tư công hồi cuối năm thì đó là nhu cầu. Xi măng còn tăng ầm ầm, đúng không? HT1 BCC tăng ầm ầm thì Hòa Phát phải tăng chứ. Hòa Phát là nhu cầu cũng thép cũng rất là lớn trong đầu tư công mà. Đó là về thép xây dựng, đúng không? Còn ví dụ ngành tôn thì chúng ta có Nam Kim. Hòa Phát là case về thép xây dựng thì có thể là bất động sản chưa phục hồi lại được nhưng mà đầu tư công nên là sẽ hưởng lợi. Và thứ hai là cái HRC là chủ lực của Hòa Phát, biên lợi nhuận rất là cao. Đó, và nếu HRC vừa rồi thì Hòa Phát xuất được sang Mỹ, xuất được sang Trung Quốc. Trung Quốc thì chúng ta thấy đang thiếu điện nè, đang thiếu điện thì những cái ngành sẽ bị ảnh hưởng, những cái ngành công nghiệp nặng của Trung Quốc như là thép, xi măng. Đó, thì nếu mà ví dụ họ bị sản lượng, họ bị giảm, có khi họ phải đẩy mạnh nhập khẩu vào để mà bù đắp lại, đúng không? Không sản xuất ra thiếu hàng thì bù đắp lại, thì cơ hội cho Hòa Phát xuất vào này. Xi măng này cũng là xuất vào Trung Quốc đó. Nhưng mà xi măng thì chúng ta thấy là giá nó cũng đã tăng sốc đoạn vừa rồi. Nên nếu mà chúng ta về cái mức độ an toàn thì chúng ta thấy là thép thì nó vẫn còn ok hơn. Thép là Nam Kim này, hôm trước thì Sơn có so sánh đó. Nhưng mà hiện tại thì là đó, về cái độ an toàn cái dư địa thì Hòa Phát Sơn thấy nó vẫn ok đấy. Nhưng mà là chạc của Nam Kim hay Hoa Sen thì vẫn ổn nha. Ở chúng ta thấy là nó đã gãy đó. Cái phiên này nó gãy xuống, nó phục hồi lại ngay, vẫn phiên này nó vẫn giữ nằm trên những cái kháng cự. Còn ví dụ nó phục hồi lên mà nó gãy lại ở đây thì nó yếu nè. Bây giờ nó đã vượt lại được cây nến này rồi, nó đang rất là khỏe. Tức là chúng ta nếu mà mua mới thì tôi nghĩ vẫn là ưu tiên về Hòa Phát hơn. Nhưng nếu chúng ta đang có cổ phiếu, chúng ta cứ nắm giữ cổ phiếu này đi, vì nó đâu có gì nó xấu để mà chúng ta phải bán đâu. Nó gãy ở đây nhưng mà nó phục hồi lại ngay rồi. Và hỗ trợ, ví dụ chúng ta thấy là Nam Kim cái hỗ trợ vùng 42 này đang tốt, bao giờ nó thủng lại 42 chúng ta bán, nó thủng lại nên đây là bán thôi. Và chúng ta thấy là nó đang vẫn đang bám theo cái đường màu xanh MA50, MA20. Ok. Hòa Phát thì bắt đầu mở trend ra rồi nha. Đây tích lũy này, bắt đầu mở trend ra. Hoa Sen vẫn duy trì trên MA20 mà. Đó thì vẫn ổn. Cái dòng thép vẫn ổn, đúng không? Nên là dòng tuần sau là kỳ vọng có thể dòng thép. Sau cái dòng dầu khí tuần vừa rồi tăng tốt thì có thể tuần sau là tích lũy chẳng hạn, thì có thể một dòng khác là nó vẫn thay thế lên, nó kéo. Còn thị trường thì có thể là nó sẽ không tăng mạnh, nhưng mà cũng chưa chắc là nó giảm sâu, có thể là lại là phân hóa định sình đến khi ra báo cáo quý 3, mà có thể là không phải báo cáo quý 3 này không, mà có thể một cái giai đoạn dài sắp tới thì chúng ta thấy nó sẽ giống giai đoạn này. Thị trường cũng đâu phải lúc nào là cũng phải một là tăng mạnh hay giảm mạnh đâu, sẽ có lúc thị trường sideways chúng ta thấy ở đâu rồi, nha. Đấy, sideways đó, sideways như 2019 đến đầu 2020 là thị trường sideways này. Đó, nhưng mà thấy sideways cũng rất là lâu, cả một năm anh chị, tức là nó tăng giảm đang xen những cái nhịp sóng nhỏ thôi, nó không có một cái xu hướng gì cả, thì đó là thị trường sideways. Có thể sideways rồi sau đó là thị trường nó gãy đau trên, có một cái sự kiện gì xấu đó ra. Đấy, hoặc là hết dịch rồi mọi người không có đầu tư chứng khoán, mọi người rút tiền ra làm ăn hết thì từ từ dòng tiền trên thị trường suy yếu, và có những cái nhóm ngành nào ngon thì nó sẽ chạy trong cái giai đoạn này như vậy thôi. Nhưng vẫn có những cái nhóm ngành nó tăng, mức tăng vượt trội so với cái thị trường sideways, nhưng có thể có nhiều ngành nó chạy 30, nhiều cổ phiếu 30-50% bình thường. Chúng ta chỉ là thị trường như thế này không đánh được, thị trường như này vẫn đánh được nhưng mà phải có chọn lọc, và thứ hai là sẽ không có đánh về margin nó cao. Tại vì thị trường trong giai đoạn này nó thứ hai này nó sẽ là chúng ta thấy là nó không thể nó đánh như thế này, rất dễ kiếm lợi nhuận, rất thuận lợi để đánh, nhưng mà nó như thế này là nó sẽ khó đánh, nên là chúng ta phải cẩn thận những kiểu như thế này. Nhưng mà vẫn gọi là đánh được chứ không phải là ôm tiền đứng ngoài. Đây này, cái kiểu này là phải ôm tiền đứng ngoài đó. Có thể nó sẽ không tăng giảm, không tăng mạnh giảm mạnh như thế này nha, cũng phải chờ xem như thế nào. Còn hiện tại chúng ta thấy là nó cũng như biên là hỗ trợ 1420, bao giờ nó cũng vùng 1310 đấy, 1310 1320 thì lúc đó chúng ta chạy thôi. Suy nghĩ là nó lắp gáp cái chỗ này là chúng ta chạy này đó. Và nó thì tất nhiên lắp gáp đây nó phải thủng đáy cũ rồi, thủng đáy cũ và nó thủng luôn cả cái mô hình tam giác này rồi, hay chạy cái đã, còn chưa biết đáy đâu nhưng mà thủng ở đây thì tính. Bây giờ thì nó vẫn như thế này thì thôi, vẫn đánh được. Chú ý cổ phiếu dòng thép tuần sau, rồi dầu khí có thể sang đến ngày tuần tới có khi là dòng thép ok. Một số cổ phiếu khác nó vẫn ok, thì chúng ta chọn lọc ra được. Ví dụ như là dệt may đi, dệt may trong cái TNG nó đang ổn, tức là đây nó đã tạo đáy. Đoạn vừa rồi thị trường nó giảm, nó cũng không giảm mấy nữa. Đoạn vừa rồi, đoạn này nó cũng gọi là hấp thụ những cái lực hàng kẹp trên này người ta bán ra thôi. Và về báo cáo quý 3 TNG thì nó đã thấy là cũng là tháng 7 tháng 8 tốt rồi, khả năng tháng 9 này còn cũng có những cái thông tin ước đoán là nó cũng tốt đó, thì có thể nó sẽ có một cái nhịp lên, vẫn đang là rất là ổn, không có vấn đề gì. Đây thì các bạn đây những cái phiên này có thể cứ lên lực bán, tại vì nó bị hàng kẹp nha, hàng kẹp trên này thì đội lái họ cũng chưa có ý muốn họ đánh ngay đâu, hay họ sẽ hấp thụ. Rồi chúng ta bất động sản á, ví dụ HDC này nó đang ổn, cái đoạn này nó tăng mà vốn nó không cần to nhưng mà có thể nó sẽ còn, tại vì đoạn đây là những cái đoạn này nó tích lũy rất là lâu nè, nó cứ tích lũy, còn nó break khối lượng lớn lên nhưng mà sau đó nó cứ tích lũy nha. Nhưng mà break khối lượng lớn lên nhưng mà sau đó cổ phiếu nó không tăng được thì chúng ta là nó xả hàng nha. Còn đây break khối lượng lớn lên sau đó nó cứ tích lũy nhưng mà nó chưa có một cái đoạn nước rút, đúng không? Đó thì rất là dễ nó sẽ có đoạn nước rút nha. Thì Sơn thấy nó đang khá là giống cái dạng cổ phiếu như DG World. Không phải kiểu DG World mà kiểu DGC nha. DGC nè, đấy cũng có những đoạn vốn lớn vào. Vốn lớn vào đó. Nhưng mà nó không tăng ngay, nó cứ tích lũy thôi. Đến khi một cái đoạn mà nó tăng với khối lượng vượt đỉnh vừa phải, nó chạy nước rút luôn. Đấy, ở đây vốn lớn cũng vào nè, nhưng mà nó không tăng ngay. Đấy, nó lại rung rũ. Đấy, thường những cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó cứ phá hết đỉnh này đỉnh kia, nó hay cái vận động kiểu đó. Quan trọng là cứ break khối lượng lớn nhưng mà nó không gọi là nó tạo nền, nhưng mà nó bị gãy nè thì nó xấu. Còn break khối lượng lớn lên nó chưa tăng ngay nhưng mà nó vẫn cứ duy trì sức mạnh như vậy thì chúng ta thấy nó vẫn ổn. Nó tiềm ẩn là một cái đợt mà nó sẽ tăng tốc. Thì đây cổ phiếu này Sơn cũng có tham gia vùng giá 70, mới mua thôi, mới mua hai phiên vừa qua thôi, vùng 75 ít. Thanh khoản thì cũng không có nhiều, Sơn mua ít. Anh chị chú ý mã này đang khỏe cũng được. Đó rồi bất động sản thì chúng ta còn có ví dụ API này. Những mã này hiện thanh khoản không cao nha, anh chị phù hợp anh chị đánh ít thôi, mình sẽ thấy là vẫn đang khỏe đó. Đoạn này là chúng ta thấy nó tăng mạnh, sau đó là nó tích lũy, xong vừa rồi nó có một cây breakout và chúng ta thấy là 3 phiên nó vẫn duy trì khối lượng nó thấp trên này, nó có thể là nó sẽ còn những cái nhịp kéo ở trên. API, nhóm API chúng ta có API, APS đều khỏe nha. ABS vượt đỉnh lại rồi, IDZ thì cũng đã vượt đỉnh trước rồi. Nhưng mà những cái mã này ví dụ chúng ta mua vào bây giờ là đuổi nè. Đó. Thì nó cái đoạn mà nó tăng tốc, nó chạy nước rút. Còn đây là cái đoạn đầu tiên, đoạn đầu sóng thì bắt đầu tích lũy. Nó mới rác lại một phiên, sau đó lại tích lũy. Tức là nó chưa có một cái đoạn tăng tốc như kiểu IDZ nha. IDZ thì nó hơi rủi ro rồi, không mua được nữa. PTB kiểu này, chúng ta thấy không? Có thể tăng breakout lên. Đó. Đây tăng breakout những phiên có khối lượng lớn vào liên tục, nó không tăng đâu. Tạo nên thì tại sao nó phải tạo nên những cái quá trình là những cái người mà mua breakout ở đây nó phải chán, nó bán ra, người ta phải chán bán ra rồi. Mua tăng đây xong không lên ngay và rủ lại về đúng cái hỗ trợ này luôn, nhưng mà nó không có bị xấu nha, nó vẫn quan trọng là nó vẫn những cái hỗ trợ nó vẫn duy trì tốt. Đấy, rồi nó bây giờ nó lại tăng, nhưng mà vol khi nó tăng có không cần cao nữa, tại vì nó đã nó hấp thụ được rất là lớn ở đây rồi và dòng tiền nó vào, thì đây là cái đoạn sau là có thể nó sẽ tăng mạnh kiểu mã như vậy, nó đang rất ổn. Thì nếu mà anh chị có sẵn những cái mã này thì anh chị nên nắm giữ. Dòng vuông nghiệp ví dụ chúng ta có hút cũng ok này nha. Hút này cũng vol những cái phiên vol lớn vào không tăng mạnh ngay, ví dụ tăng đây phiên kéo này vừa break out lên lại bắt đầu tích lũy, nhưng mà tích lũy khối lượng thấp vẫn ổn. Thì mã này chúng ta mua nền cũng được, mua nền ở đây và chúng ta short lot thôi. Short lot bây giờ short lot ngắn đi, thủng vùng 9.5 thì chúng ta bán. 9.5 là cái kháng cự nó vừa vượt ở đây nè, mua là 10.5 thủng short lot 9.5 rồi. Đấy, nếu mà không biết mua mã mới mã nào thì sẽ thấy mã này cũng ok, đang khỏe. Chúng thấy có dòng tiền lớn vào nhưng mà chúng ta chưa thấy những cái phiên nó phân phối, nó chưa bị bán những phiên khối lượng lớn nha. Ngân hàng thì chúng ta có TIBAN, nhưng mà TIBAN thì điểm mua này với rồi, ai có thì chúng ta nắm giữ vẫn còn rất là mạnh. Chứng khoán thì ví dụ là APS thì nó là có mỗi là chứng khoán này là nó khỏe, nhưng mà tại vì nó thuộc cái nhóm là APEC, nhóm APEC thì đang rất là mạnh chứ không hẳn là nó chạy theo sóng chứng khoán nữa. Đấy thì nó phải phân hóa ra và nó có một số cổ phiếu vẫn ổn, ví dụ khu công nghiệp có IDC vẫn rất là ổn luôn nè. Tất nhiên thì cái điểm này thì chúng ta sẽ không vào nữa, tại vì rồi chúng ta thấy là cái đoạn mà nó tăng nó cũng có một cái nhịp nó kéo rất là mạnh rồi, và đoạn này nó tích lũy, nó chưa có gọi là tích lũy ổn cho chúng ta, nhưng mà ý nó là nó đang mạnh vẫn còn khỏe. Thì vẫn có những cái mã là nó có xu hướng riêng đó, ví dụ khu công nghiệp mã này chúng ta nắm giữ rất là ok, chưa có xấu gì để mà chúng ta hoặc là chúng ta chốt lời từng phần thôi, vẫn nắm được. Nhưng mà tôi nghĩ là ok nhất thì là thép, tại vì những cái cổ phiếu thép thì đều đang thấy là ổn đó. Và thép thì ví dụ như HPG thì Sơn thấy rất là đẹp luôn. Hôm nay tích lũy ở đây rồi, phiên khối lượng lớn vào, 3 phiên nó vẫn neo được vùng trên này, nó hấp thụ cái lực bán rất là khỏe luôn. Xu hướng của nó tức là hầu như nó cũng chưa gọi là tăng mấy, chúng ta vẫn còn cái dư địa trong một cái nhịp tăng mạnh đằng sau này. Thấy là cái mã này nó ổn. Thì hôm trước Sơn có nói anh chị là chúng ta hoàn toàn có thể mua được rồi nha, mua trong cái phiên thứ 6 vừa rồi rồi, anh chị có xem video. Đấy, và là sẽ là xem và chờ thêm thì cái thông tin về những cái kết quả kinh doanh, ước kết quả kinh doanh sẽ ra dần. Lúc đó là sau kết quả kinh doanh thì chúng ta sẽ review được review được những cái nhóm ngành nào nó ngon, cổ phiếu nào, và kết hợp thêm về yếu tố về kỹ thuật, về dòng tiền để mà chúng ta chọn lựa cổ phiếu cho quý tư. Còn bây giờ là chúng ta đang gọi là chúng ta đang ước đoán những cái ngành nào nó vẫn còn thuận lợi và những ngành nào là chúng ta nên tránh đi. Khu công nghiệp thì chúng ta thấy là ngoài IDC thì mạnh nhất rồi, còn SSC thì nó break out xong nó lại về nền, thì chúng ta xem nó có bị gãy nền hay không. Còn nếu tích lũy lại ở đây thì vẫn ok, tích lũy nhưng mà nó không bị thủng, nó không có thủng cái nền tích lũy này cũng được. Rồi quan sát tiếp, chúng ta chờ cái điểm mua. Nó có thể break cái nhịp này nó không thành công, nhưng cái nhịp break sau thì có thể nó sẽ chạy. Nó theo dõi mã này được. lẫn hỗn. Còn sau khi nó rách hỏng, sau khi rách hỏng mà về đây nó hỏng luôn cả cái vùng hỗ trợ đây thì chứng tỏ là nó đây là cái nhịp rách giả để nó xả hàng. Còn bây giờ nó tích lũy lại, chúng ta cứ chờ xem nè, rồi quan sát thêm. KBC thì nó cũng đang gọi là phục hồi lên, sau đó nó có những cái phiên chỉnh nhẹ thế này thì nó cũng gọi là đang ổn, cũng chưa vấn đề gì. KBC bây giờ nó chỉ cần một cái phiên nó kéo nó vượt lại vùng 44 thì nó lại đẹp ngay. Khu công nghiệp chúng ta thấy là nó vẫn có những cái kỳ vọng cho cái giai đoạn sắp tới. GVR thì nó yếu nha. GVR thì Sơn thấy nó không, cái trạng thái của nó không thể bằng được với KBC với SSC. Còn xuất sắc nhất là chúng ta thấy là họ đẹp nhất là IDC rồi. Ok, chia sẻ với anh chị một số thông tin trong cái video cuối tuần nha. Còn như thì tuần sau thì chúng ta thấy là xu hướng thị trường nó vẫn đang gọi là những cái tín hiệu nó khó đoán và nó phân hóa. Đó, và chúng ta sẽ tập trung vào cái cổ phiếu và nhóm ngành thôi. Cái nhóm ngành Sơn thấy nó đang ổn, đó là cái nhóm ngành thép nha, ngành thép. Vì nó có những cái cổ phiếu nó sẽ chúng ta đánh được size to và nó cổ phiếu nó gọi là nó cũng tạo được cái động lực cho thị trường. Ví dụ nhà thép chúng ta có HPG đạo động lực tốt, như cũng như giống ngành dầu khí thì chúng ta có cái trụ là gas tạo nên cái động lực cho thị trường. Nên là thị trường nó sẽ có những cái mã như vậy, những nhóm ngành như vậy thì nó cũng sẽ không có bị gọi là quá tiêu cực. Ví dụ khi ngân hàng, khi chứng khoán nó xấu mà có những cái nhóm ngành khác nó vẫn đỡ tâm lý cho thị trường thì thị trường nó sẽ không bị bán tháo nha. Và thị trường chỉ cần nó không có tiêu cực, không có quá xấu thì chúng ta vẫn có thể chúng ta giao dịch, chúng ta kiếm lợi nhuận được. Thì tuần rồi thì thị Sơn cũng đánh được những cái cổ phiếu dòng khí, gas, PVD, PGD này nè, lợi nhuận nó cũng được chút. Đó thì cứ duy trì thôi. Thì đoạn trước thì Sơn có chia sẻ với anh chị là Sơn bán xong rồi thị trường bắt đầu là nó điều chỉnh mạnh, nó có phiên rơi mạnh này, phiên rơi mạnh, nhưng mà những cái đoạn này nó bắt đầu nó ổn thì chúng ta lại tham gia lại được, nó phục hồi lên ổn thì chúng ta lại canh, chúng ta cũng tham gia được. Và tuần rồi thì tập trung dòng khí. Phân đạm thì Sơn không có mua, tuần rồi thì chỉ có hai dòng mà nó lợi nhuận tốt nhất như video đầu video Sơn chia sẻ, đó là dầu khí, đặc biệt là khí, và thứ hai phân đạm. Thì Sơn chỉ đánh về khí thôi, phân đạm thì không có. Thì cũng chúc mừng anh chị nào chúng ta có một cái phân đạm thôi, tăng rất là tốt. Tuần vừa rồi 3 phiên gãy nền một phiên mà tăng lại, gãy nền một phiên sau đó tạo đáy và tăng lại, tức là ai bắt đáy phiên này ăn rất là to khi hàng về. Thì chỉ có những cổ phiếu, còn ví dụ là tuần rồi thì nó cũng có những cái nhóm cho cái lợi nhuận nó tốt, ví dụ nhóm than, nhưng mà chúng ta thấy là bắt đáy T3 nhưng mà cái đặc điểm mã này thì nó lại thanh khoản nó thấp quá, chúng ta không đánh được cái lượng tiền lớn. Chúng ta nhìn thì nó cũng mấy trăm ngàn cổ phiếu một phiên và nó cũng tầm mười mấy tỷ đó, nhưng mà mười mấy tỷ bây giờ chúng ta đánh mỗi người cứ mua tầm 500 1 tỷ thì làm sao mà có thanh khoản mà mua. Ví dụ như nhà đầu tư cá nhân mua, nên chúng ta mua được 500 1 tỷ cổ phiếu này chúng ta mua cũng rất là khó, vì đôi khi cái lệnh bán của nó mỗi cổ phiếu có bán có mấy nghìn mà nó mua cũng không đánh được nhiều, đúng không? Hầu như chỉ anh chị mà có vào những mã này chúng ta chỉ đánh 200-300 triệu gì đó thì đánh được, chứ còn đánh mà lên mà tầm 1 tỷ làm sao đánh được. Thì thanh khoản một phiên nó có mười mấy tỷ mà chúng ta đánh hết 1 tỷ rồi thì gọi là có khi chúng ta mua được hàng của đội lái luôn rồi. Đội lái họ thường họ kiểm soát đến ít nhất cũng phải là 70% giao dịch một phiên, nhỏ lẻ giao dịch 30%, còn lại chúng ta không đánh được to được. Nhìn thì nó cũng đẹp nhưng mà chúng ta quan sát về cái giao dịch trong phiên, nó mua mấy nghìn, toàn lệnh mua bán mấy nghìn không đâu, cao lắm thì 10.000 15.000 thì không đánh được. Chúng ta cũng tùy vào cái size chúng ta, size vốn ta, nếu mà anh chị to đánh to bây giờ thì tôi nghĩ là đánh về thép thì nó ok nhất rồi, tại vì cũng không có dòng nào. Tuần rồi thì cái dòng khí là nó tốt, hoặc là phân đạm, nhưng mà nếu qua điểm mua rồi cũng đã tăng mạnh rồi, nếu mà cơ hội mà đánh được, ví dụ như chúng ta chờ chỉ còn là thép, mà khu công nghiệp, bất động sản, một số mã bất động sản chẳng hạn, bất động sản thì những cái mã bây giờ thì nó đang ổn thì Sơn thấy là thanh khoản cũng không cao đâu. Ví dụ thanh khoản to như DG Sơn thấy là không đẹp. DG Sơn đã cảnh báo anh chị cái vùng trên này rồi, vùng trên này là chúng ta chỉ nên canh bán chứ còn mua mới. Sơn thấy cửa mà nó đánh vượt đỉnh nên rất là thấp. Bây giờ chúng ta thấy ở đây là xuất hiện cái lượng kẹp hàng rất là to này, khối lượng rất là lớn như này nè. Ví dụ ở đây là còn DG cũng Vũng Tàu, nhưng mà ví dụ Vũng Tàu thì Sơn thấy là HDC nó đẹp hơn nhiều. Thanh khoản chỉ hạn chế là thanh khoản không đánh được nhiều thôi. Ok, chia sẻ với anh chị vậy nha. Chúc anh chị buổi cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.